Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì lâu rồi mình không có gặp các bạn ha. Thì hôm nay mình có mượn được một chiếc máy ảnh á, thì mình thấy nó cũng khá là phù hợp với cái nhóm đối tượng mà mình đang muốn chia sẻ trên kênh. Đó chính là những bạn học sinh, sinh viên và những bạn nào mà mới bắt đầu đam mê nhiếp ảnh á. Thì mình nghĩ chiếc máy này khá là phù hợp với các bạn. Đó chính là con Canon 70D này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc máy này và hãy cùng xem nó có những cái gì và phù hợp như thế nào đối với các bạn nha. Rồi, trên tay mình đang là con Canon EOS 70D này các bạn. Như các bạn thấy thì mình đang được cầm một cái body máy rất là đẹp luôn. Mặc dù á, theo mình biết là con này đã ra đời vào năm 2013 rồi. Thì bây giờ tính tới bây giờ đã là khoảng 9 năm. Và mình cũng không rõ là bạn mình á, đã mua con này từ lúc nào, nhưng mà mình thấy nó cũng khá lâu. Nhưng mà với cái ngoại hình như vậy thì mình công nhận là bạn mình xài khá là kỹ luôn. Thì thường mà mình review một chiếc máy, mình sẽ nói về ngoại hình của nó. Thì đây là một cái body cắm một cái len, đây là len 24-105 nha các bạn. Thì nhìn nó cũng khá là cân đối, mình khá là thích cái giải tiêu cự 24 tới 105 này. Đợt trước mình xài cái Canon 5D Mark 3, mình cũng xài cái tiêu cự này. Đây là một trong những cái tiêu cự khá là đa dụng, vừa có thể quay phim vừa có thể chụp hình rất là tốt. Nói về ngoại hình của con này đi ha, thì đây là một chiếc máy DSLR mà crop thôi. Ngoại hình thì chắc chắn nó sẽ không quá nặng mà cũng không quá nhẹ, đặc biệt là so với thời điểm bây giờ những chiếc máy mirrorless nó ra quá nhiều rồi. Thì những dòng này nếu mà các bạn trai xài thì mình thấy ổn, còn những bạn nữ xài thì có vẻ là hơi nặng tay với các bạn, đặc biệt là khi mà đi lại nhiều á, thì cũng khá là nặng. Nhưng mà với mình nha, mình khá là thích những cái dòng DSLR của Canon. Tại vì hồi trước mình cũng đã xài 600D này, rồi 700D, rồi 5D Mark 3, mình đã từng xài qua hết. Thì mình khá là thích cái cảm giác cầm. Đây, cho các bạn thấy cái phần bán cầm đây nè, cực kỳ lớn luôn và nó sẽ cho mình cái cảm giác cầm rất là chắc tay. Đấy. Và bên trái như các bạn thấy nè, nó có một cái nút bật tắt rồi các cái vòng xoay chức năng. Thì hầu hết những cái dòng Canon nó đều được thiết kế giống vậy. Còn bên phải nó gồm nút chụp nè, rồi vòng xoay bánh xe, rồi nút AF, rồi nút ISO này nọ vân vân. Và đặc biệt điểm mình thích đó là ở đây nó có một cái màn hình phụ, tuy nó không lớn nhưng mà đây là một trong những cái mà mình cực kỳ thích. Khi mình xài 5D Mark 3 mình cũng thích cái này, bởi vì nó thể hiện đầy đủ những cái thông số khi mà mình cần chụp hoặc là mình cần chuyển một chế độ đó thì nó đã hiện hết ở đây rồi, rất là tiện ha. Còn về phía mặt sau này, như các bạn thấy, mình có cái nút chuyển từ chụp hình sang quay phim nè, rồi chụp chuyển đổi màn hình live view nè, rồi nút app on để lấy nét nè, quick menu rồi xem ảnh, rồi một cái vòng bánh xe. Cái này mình cực kỳ thích, mặc dù nó không có joystick nhưng mà ở đây nó có một cái D-pad nè, các bạn có thể chỉnh được 8 hướng và một cái vòng bánh xe nữa thì quá tiện rồi. Bên này thì mình sẽ có một cái nút menu và nút info thôi. Và điểm thích nhất của mình trên chiếc máy này đó chính là chiếc màn hình xoay lật này đây. Thì màn hình xoay lật thì như các bạn thấy thời điểm bây giờ đi, năm 2022 và sắp qua năm 2023 rồi, thì hầu hết những chiếc máy bây giờ nếu mà các bạn mua, hầu hết những hãng luôn họ sẽ đều trang bị cái này để phục vụ cho mục đích là tự quay phim, tự chụp hình được và quay TikTok rất là tiện. Ở phía dưới thì cũng khá là đơn giản thôi, máy nó chỉ có một cái chỗ để pin. Để mình coi cục pin này là pin gì đây. Dòng pin này là LP đó, E6. Dòng này thì mấy dòng Canon đều xài pin này hết. Bên hông thì mình sẽ có một cái khe cắm thẻ nhớ, và thẻ nhớ là thẻ SD bình thường, một khe duy nhất à các bạn, mình cũng không mong muốn gì hơn đúng không. Nhưng mà mình thích cái điểm là thẻ nhớ và pin nó nằm rời nhau để mà khi mình làm việc quá thì nó sẽ không bị nhiệt. Còn bên trái đó thì mình sẽ có một cái lỗ mic, rồi một cái cổng để gắn cái dây bấm mềm để mà chụp hình sản phẩm rồi đó. Còn ở dưới là HDMI và một cái cổng digital, cái đây là micro không, mini HDMI nha. Đấy, rồi một cái chỗ lấy len thôi. Đấy, ngoại hình thì chỉ có vậy, rất là
đẹp đúng không các bạn, với cái body cực kỳ chắc chắn luôn đấy. Rất là nhiều nút, điểm mình thích là cái điểm nhiều nút đây nè. Nhiều nút thì khi mà mình thao tác cái gì nó cũng khá là tiện. Còn đây là con len. Con len này theo mình nhớ là chắc không phải là nó đi chung với máy đâu. Len nếu mà đi chung với máy chắc là phải là 18-135 á. Nhưng mà cái này lại là 24-105 và có chống rung nè. Rồi, ngoại hình chỉ có vậy thôi. Cho các bạn xem lại một vòng nha. Coi thử có thấy ưng không nào. Đấy. Cực kỳ đẹp đúng không? Nhìn ở phía trước đó. Không, tính ra nó cũng không quá nặng các bạn, khá ổn, nhẹ nhẹ, chắc là mình cầm quen rồi. Còn nếu mà các bạn nào mà hay cầm micro LED thì cầm con này chắc có vẻ là hơi nặng hơn chút. Rồi, sau khi mà mình nói về cái ngoại hình rồi thì bây giờ mình sẽ nói về một vài cái thông số cơ bản của máy. Thì con 70D này có số chấm là 20 chấm như bạn, nó ngang bằng với 6D luôn. Nhưng mà 6D là cảm biến full frame, còn này là cảm biến crop mà thôi. Màn hình thì nó có màn hình cảm ứng xoay lật. À, này là điểm ngon nè. Giờ mình sẽ mở máy. Đó, màn hình thì xoay lật rồi ha. Bây giờ mình sẽ xem vấn đề cảm ứng nó như thế nào. Mình sẽ phải mở live view lên để mình xem. Đấy, live view đây, chạm cảm ứng đây nè. Đó, là thấy ngon rồi ha. Bây giờ mình sẽ xem thử coi là nó có cái chức năng là chạm để chụp hay không. Mình sẽ vô trong phần menu. À đây, touch shooter này các bạn có thể bấm và enable lên. Rồi mình thoát ra thử. Bây giờ mình sẽ chạm thử. Ồ, quá ngon. Đây là một cái tính năng mà mình thấy cũng khá là hữu ích á. Ok, thôi mình tắt đi. Để xem thử trong menu nó có những cái gì nha. Thật ra là menu của Canon là một trong những cái menu khá là thân thiện với người dùng. Chia từng tab này nè. Rồi, đó, ví dụ như là cái mục 1 đây, mình có thể cho mình chỉnh được cái chế độ hình ảnh. Ví dụ như mà mình chụp RAW hoặc là mình chụp bằng JPEG không. Thì thường mình chụp thì mình sẽ chỉnh RAW. Đó, và cả JPEG luôn, nó bật lưới hay không bật lưới này nọ nè. Rồi view finder đồ này nọ. Nói chung là khi mà các bạn xài máy á thì các bạn mua về thì các bạn tự tìm hiểu thôi, nhưng mà thật ra là nó cũng chỉ một vài thứ mình cần phải hiểu chứ không nhất thiết là phải hiểu hết đâu. Tại mình xài máy ảnh cũng lâu năm mà mình cũng không có phải là biết hết những cái này. À, ví dụ như là custom white balance nè, nội vô chỉnh white balance như thế nào. Đấy, rồi picture style. À đây là cái chỗ mà các bạn nên biết. Thì chỉnh tùy theo các cái chế độ mà mình muốn, ví dụ như auto này hoặc là chân dung này nọ đó, hoặc bình thường hoặc là phong cảnh, rồi trắng đen, hoặc là các bạn có thể tùy chọn để mà set cho mình những cái picture style khác nhau bằng cái chỗ user này nè. Đó thì cái này mình sẽ nói sau đi, mình chỉ nói về các thông số của máy thôi. Thì cái như mình đọc ở trên mạng thấy thì cái máy này có 19 điểm lấy nét các bạn, và đặc biệt nha, nó có kết nối wifi luôn. Mình sẽ đi tìm thử coi cái chỗ kết nối wifi nó nằm ở đâu. À đây, các bạn thấy không, cái video của nó có thể chỉnh được hai hệ luôn, NTFC và cả band luôn, khá là hay ha. Mục wifi thì mình đã bật rồi nè, mình đóng ở đây đấy. Có cái wifi thực ra là rất là lợi, bởi vì nó có thể giúp cho các bạn là điều chỉnh khi mà thông qua điện thoại, thông qua iPad, hoặc là các bạn có thể chuyển hình ảnh từ máy chụp hình sang điện thoại của mình, sau rồi mình chỉnh hình trên máy điện thoại luôn, cũng khá là tiện. Thật ra là cái tính năng này cực kỳ hữu ích luôn và mình khá là thích. Lúc trước mình xài Canon 5D Mark 3 á, nó không có cái này luôn. Mình cảm thấy nó quá là tệ luôn á. Được cái nó là full frame thôi, chứ còn nếu mà so về mấy cái chức năng này thì mình khá thích là một cái máy nó có wifi. Rồi để xem thử một vài chức năng khác thử, giống như là pin đi. Ồ, bạn mình xài cũng khá là dữ luôn, pin còn 3 vạch xanh luôn. Đây là một cái yếu tố khá là quan trọng khi mà các bạn đi mua pin nè. Mình có thể gửi cho các bạn, khi mà các bạn kiểm tra một cục pin ngon á, thì các bạn cứ kiểm tra là cái phần này nó còn 3 cái hàng xanh là ok ha. Còn nếu hai hàng thì các bạn đừng mua, vậy thôi, một hàng thì là pin nó sắp tèo rồi. Đấy,
Nếu mà nói về chiếc máy này á, thì rõ ràng là nó khá là giống con 5D Mark 3 của mình. Tuy rằng nó là dòng bán chuyên thôi, nó sẽ hơn cái dòng mà 3 số. Đấy, nhưng mà rất là nhiều nút giúp cho mình thao tác nó dễ dàng. Mọi thứ thì mình thấy nó khá là tuyệt vời. À, cái quick menu này như các bạn thấy không? Đây là một trong những nút mà các bạn nên để ý để mà xài. Tùy chỉnh được rất là nhiều thứ. Đó. Và cái phần con lăn nè, cũng như là cái phần D-pad để tùy chỉnh nè. Cực kỳ tiện. Mình khá là thích những chiếc máy nào mà quá trời nút giống vậy. Nó vừa ngầu mà nó vừa tiện cho cái vấn đề mà các bạn thao tác nữa. Để mình xem thử cái chế độ quay phim đi. Đây. Chế độ quay phim thì nó có thể cho mình chạm lấy nét luôn nè. Đó. Và mình bấm quay. Thì mình tin chắc là cái máy này nó cũng không có chống rung. Mình sẽ thử vậy đi. Với mình á thì mình đã có tham khảo giá thử rồi trước khi mà mình quay cái video này, thì máy này là do mình mượn thôi chứ không phải mình mua, cho nên mình không biết giá. Nhưng mà cái thời điểm bây giờ á thì một cái body máy này không thì nó sẽ rơi vào khoảng 7 8 triệu gì đó, hoặc là có thể mắc hơn một chút xí, tầm 8 8 triệu hơn thôi. Thì mình nghĩ là với một cái body máy như vậy khá là ổn. Những bạn nào mới chơi tập chơi thì cũng là một cái chiếc máy đáng cân nhắc á. Còn len nữa thì tùy các bạn thôi. Các bạn có thể mua một con len này với giá 4 5 triệu gì đó, mình cũng không rõ, hoặc là mua một con len mà gọi là huyền thoại đi là 50 STM thì khoảng 2 triệu đi. Hoặc là len kit của máy 18 55 đó thì cũng sẽ rẻ, rơi vào khoảng triệu mấy, thì là cái chi phí ban đầu dành cho những bạn nào mà mới bắt đầu chơi khoảng dưới 10 triệu để sở hữu một chiếc máy mà mình nghĩ là rất là ngon như vậy. Đấy. Thì vừa chụp được, quay được, đẹp nữa. Khá đẹp. Mình sẽ coi thử cái máy này nó quay được bao nhiêu. À, này quay được 1080 25 frame các bạn. Và 720 thì 50. Đó, 1920 nè, 25 fps nha. À, màn hình này có thể chạm cảm ứng, chạm chậm, chạm để mà chọn luôn đó, rất là tiện. Ngon. Và cái menu của thằng này á là khi mình chuyển sang chế độ chụp thì vô menu nó sẽ là chụp, mà mình để ở chế độ quay thì vô menu nó sẽ là quay. Mình thấy khá là tiện đó. Bây giờ mình sẽ chụp thử cho bạn vài tấm đi ha, trước khi mà chốt lại cái này. À, vừa rồi thì mình cũng đã quay và chụp thử cho bạn xem thử vài tấm thì bạn thấy cái máy này như thế nào. Đối với một cái dòng máy mà cũng 9 năm tuổi nhưng mà thật ra là công nghệ cũng không quá cũ, mọi tính năng vẫn ok, đáp ứng đầy đủ các tính năng như là chụp và quay, đúng không? Và đặc biệt là giá cũng tương đối ổn. Nhưng mà với mình thấy á, trước khi mình quay cái video này thì mình đã lên mạng mình tham khảo rồi, thì cái hàng này nó rất là hiếm nha. Giống như là dòng 60D thì nhiều, 80D thì nhiều, nhưng mà 70D thì cực kỳ hiếm. Thì mình nghĩ đây cũng là một sự lựa chọn, nếu mà bạn nào may mắn á, có thể kiếm được một chiếc máy giống vậy thì cũng chúc mừng bạn. Còn để mà chắc ăn hơn nữa thì các bạn nên kiếm những cái máy nào còn tem của chính hãng Canon để mà mua. Thì chúc các bạn tìm được một chiếc máy thật là ưng ý để mà bắt đầu cái con đường đam mê nhiếp ảnh này giống như mình ha. Còn bây giờ thì mình sẽ phải off cái video rồi. Thì các bạn có thắc mắc hoặc là cần mình tư vấn gì thêm về những cái dòng máy Canon á, thì các bạn có thể chia sẻ với mình bằng cách là các bạn comment ở bên dưới cho mình biết ha. Bye bye.